chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Dự báo số F0 ở Hà Nội tiếp tục tăng cao, có thể lên đến 1.000 ca một ngày. Thành phố Hồ Chí Minh tái hoạt động bệnh viện dã chiến 12, ứng phó biến chủng mới Omicron. Thiếu lao động phổ thông, nhà vườn Lâm Đồng gặp khó. Người dân Đắk Lắk mong mỏi được đền bù dự án cải tạo tỉnh lộ. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, đặc biệt từ ngày 11 tháng 10 đến nay, số ca mắc trong ngày tăng cao. Như ngày 6 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 774 ca. Sở Y tế dự báo số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng cao và có thể lên đến 1.000 ca một ngày. Có thể xuất hiện biến chủng mới Omicron gây lây nhiễm cao hơn biến chủng Delta. Tuy nhiên, do tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 tại Hà Nội đã trên 95%, nên dù số ca mắc tăng cao, nhưng nhiều ca mắc ở thể nhẹ và nhiều ca F0 điều trị tại nhà, tại tuyến y tế cơ sở. Với quyết tâm tập trung của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã chủ động, cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã tăng cường tập huấn cho lực lượng y tế học hỏi kinh nghiệm các tỉnh phía Nam để điều trị các bệnh nhân nặng, chuẩn bị cơ số thuốc theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Theo các triệu chứng chuyển tầng, Hà Nội cũng đã quyết định trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, điều trị F0 thể nhẹ và cách ly F1 tại nhà, sao y tế cơ sở tiếp cận từng hộ gia đình. Bộ Y tế nhận định việc biến chủng Omicron xuất hiện tại Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Để kịp thời chủ động ứng phó, thành phố Hồ Chí Minh đã cho tái hoạt động bệnh viện dã chiến số 12, chuyên tiếp nhận những trường hợp nghi ngờ hoặc được xác định nhiễm COVID-19 biến chủng Omicron. Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện dã chiến số 12 đã hoạt động trong khoảng 3 tháng, tiếp nhận và điều trị cho hơn 13.000 bệnh nhân. Tái hoạt động để tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 nhiễm hoặc nghi nhiễm biến chủng Omicron, quy mô dự kiến của bệnh viện tối đa là 4.000 giường. Bệnh viện dã chiến số 12 đã ngưng nhận bệnh khoảng 1 tháng nay và khi mà có cái lệnh của Sở Y tế thì nhanh chóng là có một cái đoàn y bác sĩ tới đây và bắt đầu thiết lập lại cái quy trình. Về cơ bản ở thời điểm hiện tại thì bệnh viện dã chiến số 12 đã sẵn sàng nhận bệnh, đặc biệt là nhận những cái đối tượng nghi nhiễm biến chủng Omicron. Trong giai đoạn đầu tái hoạt động, bệnh viện dã chiến số 12 có 45 nhân viên y tế, trong đó có 15 bác sĩ và các điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên và các nhân viên thuộc các phòng chức năng. Bệnh viện cũng đã thiết lập lại phòng cấp cứu, hệ thống oxy lỏng và các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo tiếp nhận điều trị và xử lý các tình huống bệnh nặng. Không chỉ gây lo ngại tại Việt Nam, biến thể mới Omicron đã được phát hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới và cảnh báo nguy cơ cao về khả năng lây nhiễm của nó. Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi cho thấy, lượng kháng thể do vaccine Pfizer tạo ra chống lại biến thể mới Omicron đã giảm khoảng 40 lần. Thậm chí Omicron còn có khả năng né tránh kháng thể do vaccine tạo ra mạnh hơn so với Delta. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, biến thể Omicron sở hữu số lượng đột biến chưa từng có thể trốn tránh sự bảo vệ do vaccine hoặc lây nhiễm tự nhiên. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, địa phương tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch như hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết, giảm áp lực tại các khu cách ly và điều trị khi số ca nhiễm liên tục tăng nhanh. Cùng với đó, địa phương vẫn duy trì việc tuần tra kiểm soát chặt người dân ra vào vùng đỏ. Trong khi nhiều địa phương trên cả nước đã dần dỡ bỏ các quy định hạn chế việc đi lại của người dân, thì hiện nay trên địa bàn thành phố Phan Thiết, các tổ tuần tra của Công an thành phố vẫn tiến hành kiểm soát chặt người ra vào vùng đỏ. Nguyên nhân của việc này là do số ca nhiễm cộng đồng trên địa bàn thành phố liên tục tăng, Phan Thiết đối mặt với tình trạng mất kiểm soát, gây áp lực lên hệ thống y tế. Các khu cách ly, điều trị đều không còn chỗ. Chính vì vậy, chính quyền thành phố Phan Thiết buộc phải nâng cao các biện pháp chống dịch, tranh thủ thời gian tiêm vaccine tạo miễn dịch cộng đồng. Trong thời gian này, chính quyền cũng đề nghị người dân thông cảm, đồng lòng cùng thành phố chống dịch. Tổ tuần tra do Công an thành phố Phan Thiết phối hợp Ban Chỉ huy quân sự tiến hành kiểm tra người dân tại một số vị trí cố định. Ngoài giấy xét nghiệm âm tính hoặc tiêm đủ 2 liều vaccine, thì người dân cần có giấy thông hành mới được ra vào vùng đỏ. Và mình kiểm soát lượng người dân đi lại trong thành phố.
và những người mà không đủ điều kiện là mình sẽ yêu cầu quay lại và tuyên truyền cho người ta không nên ra đường khi thực sự cần thiết. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết diễn biến phức tạp, khó lường, số ca nhiễm mới chưa có dấu hiệu giảm. Hiện thành phố đang nỗ lực phủ vaccine mũi 2 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nguồn lao động phổ thông phi biến động mạnh khiến cho các nhà vườn ở Lâm Đồng rất khó khăn trong việc tìm lao động vào thời điểm này. Trong dòng phi biến của lao động tự do, cũng có người trở về quê nhưng cũng có những lao động mới đến tìm việc sau khi Lâm Đồng mở cửa trở lại tình trạng bình thường mới. Tuy nhiên, các nhà vườn cho biết lượng lao động mới đến rất ít và chưa tạo việc, vì vậy cũng ảnh hưởng không ít đến quá trình sản xuất. Thêm vào đó là giá ngày công lao động tăng, giá phân bón tăng cũng tác động rất lớn đến lợi nhuận sau sản xuất. Hiện nay mỗi ngày công lao động nữ khoảng 300.000 đồng một ngày, lao động nam dao động từ 300 đến 450.000 đồng một ngày, tùy khối lượng và tính chất công việc. Điều mà các nhà vườn lo lắng là khi đến thời điểm thu hoạch sau hoa dịp Tết Dương lịch và âm lịch năm nay, tình trạng thiếu hụt lao động sẽ trầm trọng hơn mọi năm và tất yếu giá ngày công lao động sẽ bị đẩy lên rất cao. Hiện nay các nhà vườn vẫn chưa có giải pháp nào để khắc phục tình trạng này. Xác định dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới, vì vậy nếu để đứt gãy chuỗi sản xuất không chỉ tác động tiêu cực đến nền kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân từng doanh nghiệp. Do đó các công ty doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực tìm cách vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới. Mỗi ngày tại công ty cổ phần công nghệ sinh học Anil Việt Nam, tại xã Chính Nghĩa, có từ 40 đến 50 lượt xe đến giao dịch. Tất cả đều thực hiện nghiêm các biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thích ứng với dịch bệnh, dây chuyền sản xuất tại nhà máy vẫn được đảm bảo, không có công nhân nào phải ngừng việc. Song khó khăn của công ty phải đối mặt là nguồn nguyên liệu nhập khẩu khan hiếm do thị trường quốc tế, chi phí vận chuyển tăng cao. Đồng thời, các chiến lược kinh doanh bán lẻ truyền thống cũng giảm sút. Công ty Anil cũng khắc phục bằng cách là chúng tôi sẽ đặt trước những cái nguyên liệu, đặc biệt các năm đây là thiếu hụt về công, rồi là tăng cước vận chuyển rất là nhiều. Thì công ty Anil cũng đã kết hợp bằng cách là mình sẽ làm việc nhiều hơn nữa với các nhà cung cấp nội địa, mình mua các cái đơn hàng nội địa sẽ nhiều hơn so với việc mình nhập khẩu, tránh cái trường hợp là mình bị trễ hàng, không đủ đáp ứng với điều kiện sản xuất. Với đặc thù của một đơn vị sử dụng nhiều lao động, làm việc liên tục và khép kín, nên doanh nghiệp may này đặt công tác phòng dịch lên hàng đầu. 100% người lao động của công ty đã được tiêm 2 mũi vaccine. Các phương án kịch bản phòng dịch được chuẩn bị sẵn sàng. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đảm bảo mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của chuỗi logistics quốc tế đình trệ. Tăng trưởng năm 2021 dự kiến tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái với doanh thu đạt gần 7 triệu đô la Mỹ, 800 lao động vẫn đảm bảo thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một người trên tháng. Chúng tôi luôn luôn tìm mọi cách đưa ra mọi phương hướng để làm sao cái sản xuất của chúng ta không bị đứt gãy. Doanh nghiệp chấp nhận bỏ những cái chi phí cao hơn, chẳng hạn như để cung cấp nguyên phụ liệu đầu vào, chẳng hạn như không chuyển được bằng đường biển thì chúng ta đi đường bộ từ Trung Quốc sang, hoặc là chúng ta xuất khẩu bằng đường hàng không để cho đảm bảo là không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, cũng như tạo việc làm ổn định cho người lao động. Không bị động chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nâng cao mức độ phòng dịch ở tất cả các khâu sản xuất và đa dạng phương thức kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng cũng như việc làm cho người lao động là những nỗ lực của chính doanh nghiệp để thích ứng với trạng thái bình thường mới, vượt qua khủng hoảng và góp phần vào sự tăng trưởng chung của kinh tế địa phương. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát biển thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để ngư dân nhận thức rõ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác thủy sản, người và tài sản của ngư dân. Tỉnh Nam Định có bờ biển dài 72 km với số lượng tàu đánh bắt hải sản là 2.143 tàu, trong đó có 518 tàu đánh bắt xa bờ. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, bà con ngư dân đã nhận thức về lợi ích của việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tạo điều kiện để kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hải sản dễ dàng. Chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo, thì đến bây giờ được khoảng 91% lắp thiết bị giám sát hành trình. Còn cái số còn lại thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo để trong năm 2021, để trước 31 tháng 12 thì sẽ lắp hết.
Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, ngoài thúc đẩy việc ngăn chặn nạn khai thác hải sản bất hợp pháp, còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và góp phần phát triển bền vững nghề khai thác thủy sản của ngư dân nói riêng. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 8, qua đó đồng ý phương án bồi thường hỗ trợ về đất, tài sản trên đất đối với 117 hộ dân với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Người dân đồng ý bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đường đã làm xong từ lâu, thế nhưng chủ đầu tư không chi trả tiền đền bù, gây bức xúc cho nhân dân. Đã hơn chục năm nay, ông Nguyễn Thanh Phải cùng hơn 100 hộ dân ở Buôn Sút Mờ Ru thuộc xã Cư Xuê, huyện Cư Mờ Ga mòn mỏi chờ đợi để được Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuật chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng. Thế nhưng hết năm này đến năm khác, vụ việc không được các cơ quan chức năng giải quyết. Sự việc kéo dài khiến người dân rất bức xúc, thậm chí vì chờ đợi trong khoảng thời gian quá lâu, có trường hợp đã về với đất mẹ. Trong các quá trình làm thì dân cũng ủng hộ cho giải tỏa. Nhưng mà đến nay như vậy là không có đền bù cho dân, dân rất là bức xúc. Đường đã xong cả hơn chục năm nay rồi, tiền không thấy bồi thường cho dân, ai cũng bức xúc. Có người trông chờ tiền đền bù mà đến chết cũng chưa thấy, làm sao mà người dân không bức xúc. Kế hoạch đầu tư cũng như là Ủy ban dân thành phố Buôn Thuật của huyện Cư Mờ Ga cũng đã thống nhất cái phương án là sẽ bố trí cái kinh phí để chi trả cho người dân trong cái thời gian sắp đến. Và tới thời điểm hiện tại thì cơ bản là mọi việc cũng đã giải quyết, còn chờ các cái trình tự thủ tục nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để giải quyết cho người dân, vì thực ra thì việc này nó cũng đã lâu rồi và người dân người ta cũng đã có kiến nghị nhiều lần. Có thể nói người dân sinh sống ven tỉnh Quốc lộ 8 ở Buôn Sút Mờ Ru rất kỳ vọng chủ trương đầu tư và các ban ngành liên quan sớm thực hiện việc đền bù để yên tâm sau hơn chục năm mòn mỏi chờ đợi. Phát huy tiềm năng thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đã quan tâm thực hiện chuyển đổi số, qua đó nhiều lĩnh vực đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần làm thay đổi phương thức sản xuất, giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất chất lượng và nâng tầm giá trị sản phẩm. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã tập trung nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ của ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân về sự cần thiết của chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân sử dụng tem nhãn QR để dán lên sản phẩm trong quản lý truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, tỉnh Hòa Bình là một trong ba tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước vận hành cổng thông tin điện tử, truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đây là bước đầu để phát triển thương mại điện tử. Việc lựa chọn chuyển đổi số giúp thông tin minh bạch, mang lại giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Giai đoạn 2016-2020, ngành nông nghiệp còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá giới thiệu sản phẩm. Hệ thống tem truy xuất nguồn gốc xác thực chống hàng giả và kết nối cung cầu tại địa chỉ hb.check.net.vn. Phát huy được hiệu quả, người tiêu dùng kiểm tra thông tin hàng hóa nhanh chóng chính xác. Đến nay đã có 72 doanh nghiệp, hợp tác xã với 400 sản phẩm được đăng nhập và quảng bá trên hệ thống. Để thực hiện cái chuyển đổi số trong cái thời gian tới, như là tích hợp các quy hoạch của ngành nông nghiệp vào với lại quy hoạch của tỉnh, tuyên truyền sâu rộng và đến cán bộ công nhân viên chức để thực hiện cái chuyển đổi số trong ngành, nhân rộng ra các những mô hình như là tự động hóa và cơ giới hóa trong nông nghiệp để giảm sức lao động, nâng cao năng suất. Ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tích cực áp dụng công nghệ số để thay đổi phương thức sản xuất, tiếp cận thị trường nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch, chính xác, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội nghiên cứu theo hướng sau năm 2025 sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận trong phạm vi từ đường Vành Đai 3 và đường Trường Sa, Hoàng Sa, quốc lộ 5 trở vào trung tâm thành phố. Ngoài ra, sau năm 2030, thành phố sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận trong phạm vi từ Vành Đai 4 đối với khu vực Nam Sông Hồng và Vành Đai 3 đối với khu vực Bắc Sông Hồng.
Hà Nội cũng sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để tổ chức thực hiện trong thời điểm thích hợp. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đến một tháng nữa là đến hạn cuối các xe ô tô kinh doanh vận tải phải hoàn thành lắp camera theo quy định. Tuy nhiên đến nay số lượng thực hiện lắp camera trên xe kinh doanh vận tải theo lộ trình chỉ đạt ở mức 12%. Giải pháp nào để thúc đẩy tiến độ triển khai quy định này? Tính đến giữa tháng 11 năm 2021, tổng số phương tiện xe kinh doanh thuộc diện bắt buộc phải lắp camera giám sát là hơn 200.000 xe. Đến nay mới chỉ có hơn 25.000 phương tiện hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát theo quy định. Theo các chuyên gia, vận tải là một trong những ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch và cần cho họ thời gian phục hồi trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận quãng thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc lắp đặt camera còn là một trong những biện pháp cần thiết hạn chế việc xe bắt khách dọc đường nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Theo tôi rằng là đây là yêu cầu bắt buộc, hỗ trợ các doanh nghiệp thì chúng ta đã có thể việc lắp thêm camera hành trình có thể tốn kém thêm cho cái doanh nghiệp. Nhưng tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp cũng có thể dần dần khắc phục được. Để đẩy nhanh tiến độ cho các xe kinh doanh vận tải thực hiện quy định của nhà nước, bên cạnh việc nêu cao ý thức về lợi ích chung của toàn xã hội, thì các cơ quan chức năng cần có giải pháp điều chỉnh linh hoạt. Phương tiện đang hoạt động thì bắt buộc phải lắp camera, còn những phương tiện xe kinh doanh đang phải đắp chiếu nên gia hạn thêm, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Theo quy định mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, công an xã, phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ. Đây là một trong những giải pháp để xử lý điểm nóng về vi phạm trật tự ngay tại cấp cơ sở, không để sự việc kéo dài gây bất an cho xã hội. Công an xã là lực lượng nắm bắt địa bàn, đối tượng và dân cư từng cơ sở. Vì vậy, việc đưa công an về xã là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, nhất là ở thời điểm hiện tại, khi các loại hình tội phạm công nghệ cao, tội phạm thời Covid cũng diễn biến phức tạp, ngay cả ở cấp xã. Quốc hội khóa 15 đã bổ sung thêm nhiệm vụ kiểm tra, xác minh hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm trước khi chuyển cơ quan điều tra cho công an xã bằng việc thông qua luật bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, mọi việc đều có hai mặt, việc giao quyền hạn đôi khi là con dao hai lưỡi, làm tốt thì có tác động đến tình hình đảm bảo trật tự xã hội, dẫn đến lạm quyền. Mặt khác, hiện nay mô hình tại xã chỉ từ 5 đến 8 cán bộ mà phải chịu khối lượng công việc như công an cấp phường cũng là một câu hỏi lớn. Theo điều 17 luật công an nhân dân thì số lượng công an xã hiện nay chỉ từ 3 đến 5 người, còn là những công an viên không chuyên trách, chưa được đào tạo, bán chuyên trách. Còn công an phường chúng ta thấy có hàng trăm người, người ta mới đảm nhận được cái nhiệm vụ như trong thời gian vừa qua. Hiện nay thì lực lượng công an xã thì trung bình ở các xã ở trên địa bàn huyện thì trung bình 5 đồng chí công an viên. Đối với tăng cường thêm thẩm quyền cho công an xã về giải quyết tin báo tố giác tội phạm thì cũng là đặt lên một gánh nặng rất nặng nề, áp lực cho lượng công an xã. Thì tuy nhiên với được lượng công an được đào tạo bài bản chính quy thì tôi nghĩ rằng lượng công an xã sẽ hoàn thành được nhiệm vụ được của Quốc hội và Chính phủ giao cho. Để quy định mới phát huy được hiệu quả và luật thực sự đi vào cuộc sống, ngoài việc tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho lực lượng này, thì công an giám sát, thanh tra, kiểm tra cũng cần phải được thực hiện thường xuyên. Có như vậy, lực lượng công an xã mới có thể thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, ổn định chính trị tại cơ sở. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết đã phạt hành chính công ty cổ phần Thiên Hải vì xây dựng công trình trái phép tại Hòn Tơm, Mũi Né. Cụ thể, thanh tra Sở Xây dựng đã phạt công ty cổ phần Thiên Hải 50 triệu đồng về hành vi xây dựng 24 móng công trình mà không có giấy phép xây dựng. Trước đó, công ty này cũng đã bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt hành chính 300 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động xây dựng dự án khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Tơm 6 tháng vì dự án chưa hoàn thành đánh giá tác động môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu quá trình cấp phép xây dựng cho dự án này phải lấy ý kiến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về tình hình liên quan đến quốc phòng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.